này 30, 35, khoảng 35, thân dài 35. Cái này bèo bèo 20, 20 mấy. Bán nó siêu tầm. Mình mua cái này là hàng sổ không à, cái hàng ăn dễ nó sổ được mặt nào thì đẹp thì đẹp, còn nào xấu thì xấu. Hai thân lớn gốc nó đang ra thêm cái mầm nữa, còn cái nụ nữa nè.